Bio Sài Gòn xin mến chào tất cả quý vị. Hôm nay Bi giới thiệu quý vị một cái con Amly. Con Amly này với mức giá cực kỳ ok, nhưng mà cái mặt của nó, màu của nó rất là sang, màu vàng gold nha quý vị. Model là 1055R. Xin mời quý vị cùng xem con Amly này. Dòng này là dòng xuất châu Âu, nên nguồn điện của nó 230V, 220-230 nha quý vị. Không có remote nha quý vị. Con này Bi không có remote. Có chỉnh bát chép, ba lăng, lâu nếp rồi đầy đủ hết nha. Trên cái mặt của nó nè, nó có một cái vết trầy lông chuột nhỏ ở đây. Còn lại là đẹp xuất sắc. Dòng này cũng chạy 2 tông phô nha quý vị. Và chạy 4 con sò tha. Và mức giá ngày hôm nay Bi bán quý vị là chỉ 6.800.000 thôi. 6.800.000. Nó đánh những cái tập loa 3 tấc đều được hết đó quý vị. Nghe tí là bê tết nhạc loa 3 tấc cho quý vị nghe luôn quý vị ạ. Đánh 2 cặp loa nha quý vị, 2 cặp loa từ 4 tới 16 ohm. Ở bên trong cũng còn rất là đẹp nha quý vị. Quý vị nhìn thấy tăng phô của nó còn màu vàng luôn nè. Dòng này đánh AB. Nhìn thiết kế y chang dòng 1.500, không khác gì hết. 1.500 rồi không khác gì hết quý vị. Dòng kia thì nó có đánh tiêu quay, dòng này thì không có đánh tiêu quay nha quý vị. Chất âm cực kỳ sáng quý vị. Và mức giá chỉ 6.800.000 thôi. Quý vị nào thích đèn ông thì quý vị nghiên cứu em này. Em này Bi thấy cực kỳ ok đó quý vị ạ. Bây giờ Bi thử một đoạn nhạc quý vị nghe luôn nha. Rồi Bi chỉnh để quý vị biết là ba má hò vô tư nha quý vị. Bi chỉnh bát chép nè, cực kỳ lực luôn quý vị. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, anh và mai ngủ bên bìa rừng. Chợ giấc 30 mộng ảo, ngày thơ vẫn đẹp vô cùng. Nào chợt về đến xuân, ta cần nhau gặp nhau vài lần. Nhìn em bay qua đầu ngõ thì xuân nở ngập trong lòng. Thương anh vào những ngày lập đơ. Đây là cái USB được quý vị. USB với dung lượng 128GB đã chất nhạc sẵn, mình bán 800.000. Nhạc lóc lấy chất lượng cao nha quý vị. Còn cái dây loa Lipton là Bi đang bán với 1.100.000 một bộ nè. Dây của Mỹ, còn chốt của Trung Quốc nha quý vị. Nó có hai chốt mỏ chim, hai chốt bắp chuối, một chốt mỏ chim và một chốt bắp chuối. Dây loa cũng rất là to đó quý vị ạ. Trời đã sáng xuân, ta nhìn em tình yêu thành gần. Mộng ước thử bản nhạc tay để quý vị nghe nó chi tiết tới bữa nào nha. Kerouac dreamed the poet's dream. He said the poem comes from where you've been. It's in an ocean, a trick of fate. Quý vị đang xem kênh của Bi thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông để quý vị cập nhật tình hình bên Bi.
Và để quý vị muốn biết sản phẩm nào mà quý vị yêu thích thì cứ alo cho mình nha quý vị. Số điện thoại của Bi bên góc màn hình 0907386304 nha. Rất cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại các bạn.